kinh lăng nghiêm hòa thượng tuyên hóa giảng giải ma chướng trên đường tu tập thọ ấm a à, tâm lý trước khi vào cảnh giới thọ ấm kinh văn a à nan bỉ thiện nam tử tu tam ma đề sa ma tha trung sắc âm tận giả kiến Chư phật tâm như minh kính trung hiển hiện kỳ tượng việc dịch a nan thiện nam tử ấy tu tập chánh định trong khi tu sa ma tha chỉ sắc ấm rất sạch thấy tâm chư phật như bóng hiện ra trong gương giảng a nan thiện nam tử ấy tu tập chánh định tu tập công phu phản văn văn tự tánh hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra bản tánh của mình tu tam ma đà tức tu tập chánh định là tu nhĩ căn viên thông tức tu tập công phu phản văn văn tự tánh hướng tánh nghe vào bên trong để nhận ra bản tánh của mình là công phu để đạt được trí huệ viên mãn thông qua nhĩ căn khi tu pháp sa ma tha làm thanh tịnh tâm ý chuyển hóa tất cả mọi vọng tưởng để tập trung vào việc quán chiếu khi trừ diệt các sắc ấm hết sạch rồi có thể thấy tâm của chư phật như bóng hiện ra trong gương điều gì xảy ra khi ông tiêu trừ hết các xác ấm ông có thể thấy được pháp môn tâm ấn của chư phật như thể ông nhìn thấy được chính mình trong gương